Wow, ba cậu cháu, ba cậu cháu. Vậy? Chó này nè, quá. Sờ nách, mũi một bịch, máu một bịch, cậu ba một bịch. Anh này không thèm hai ơi, không thèm ăn đâu. Còn cậu ba ăn bịch sờ nách gì vậy? Chai nè. Trời ơi, cậu ba ăn tôm, hùm Malacca, còn mũi ăn cua hoàng đế luôn. Máu dục rồi. Máu không ăn. Đó, máu giận. Máu lắc đầu, máu giận. Máu nói người ăn tôm hùm Alaska, một người ăn cua hoàng đế. Tại sao? Tại sao? Tại sao cho máu ăn chỉ có sờ nách bắp ngọt, cái bắp quê nhà nữa? Không không không, máu ăn, máu ơi, bắp Mỹ, máu ơi, bắp này là bắp Mỹ, ăn đi con, bắp Mỹ. Của máu là bắp Mỹ, của muội là tôm hùm Alaska. Ủa, cậu ba là tôm hùm Alaska, còn của muội là cô hoàng đế đúng không? Còn máu ăn bắp Mỹ chứ bộ. Bắp Mỹ chứ bộ bả hả con? Mỹ bắp Mỹ, à? Mỹ, đồ Mỹ à. Chắc con cũng dở hẹn. Con là tôm. Ủa, cô hoàng đế. Cô hoàng đế, con thấy có ai hơn hoàng đế không? Hoàng đế là đứng đầu của cả nước luôn đó, là con cua này nè. Thơm phô mai nữa hả? Bắp có phô mai nữa, hội ngon quá. Mão là xuất khẩu bên Mỹ luôn á nha, bắp của Mão là bên Mỹ về á, nhập khẩu từ Mỹ. Ôi, ôi bắp của Mão mà được cậu ba với muội ăn ké quá trời luôn. Bắp ăn ngon. Bắp ngon ai cũng ăn hết trơn á. Thôi kỳ vậy. Không nè, Mão không thèm, Mão giận rồi. Quê mũ hả? Hả? Hay bắp Mỹ quê mũ quá. Bắp Mỹ mà quê gì? Có à. Mỹ sang chảnh vậy mà quê mùa. Bye bye, chào biệt bạn nha. Anh hai giận rồi kêu. Bắp Mỹ lại chỉ là sang chảnh thôi. Sang chảnh hả? Hoàng đế luôn. Hoàng đế luôn hả con? Bắp Mỹ chỉ là sang chảnh thôi. Anh hai giận dữ lắm rồi, đuổi hoàng đế với Alaska đi về nước đi. Về nước gì? Hoàng đế, hoàng đế. Anh hai đi về nước đi. Con kia đi về nước, đi về nước, đi về nước đi. Trời ơi, hoàng thượng biến đi cút đi. Ta là Mão là Mỹ nè, Mão là một cường quốc. Đi về nước đi. Rồi, bye bye Mão luôn nha. Hoàng đế bị đuổi.